Hôm nay chị giới thiệu với mọi người đấy, ký túc của trường đại học Quảng Tây nhá. Đây đây là khu hành lang này, khu hành lang ký túc. Đấy, chỗ đằng kia view rất là đẹp, rất là xinh. Đấy, đây là phòng, đây là phòng chị ở, chị là tiến sĩ, chị đang học tiến sĩ. Đây là thẻ, cái thẻ này là thẻ học sinh á, đi khả thung ấy. Cái thẻ này thì có thể dùng để đi ăn cơm này. Đấy, có thể dùng để vào cửa này. Đấy. Vừa này là cửa cảm ứng này, dùng thẻ nữa. Còn đây là phòng chị này. Phòng này chị rất ít khi chị ở. Đây nhá, đây là công tắc điện. Cảm ứng luôn á, không dùng công tắc đâu, cảm ứng. Đấy, phòng rất là sáng, đèn rất là sáng, trên có một quạt này. Với đồ hòa này, chị giới thiệu từng nơi một nhá. Đây là tủ quần áo. Tủ quần áo này rất là cao, rất là rộng, có thể để được rất là nhiều đồ. Đây, quần áo này chị mới để đây thôi, để từng này thôi, chị ở trường rất là ít. Đấy, đây là tủ quần áo, để rất là gọn gàng, rất là sạch sẽ và tủ rất là mới luôn, bởi vì ký túc này mới xây năm ngoái mà. Đấy, học sinh cũng mới ở được có một năm thôi. Bên này thì chị còn hay để quần áo dài hơn một chút, như váy này, áo dài này. Đấy, thì cái tủ này có một cái gương này, có một cái gương có thể kéo từ đây ra nhá. Đấy, cái gương này cực kỳ tiện lợi luôn cho những bạn gái nào muốn sáng mà muốn thay đồ hay nhất này, muốn son luôn. Đấy, xong gập gọn vào trong, gập gọn được vào này. Đấy, gập gọn vào trong tủ nhá. Tiếp theo là đến bàn học. Thì bàn học thì cũng rất là rộng, có thể để được rất là nhiều sách vở. Nhưng mà chị là thanh niên rất là lười, chị không học mấy đâu. Nên là chị chỉ có tên sách thôi. Sách này là sách thầy giáo chị định bảo mua về đọc thì chị mua về thôi. Và gần như là chị không đọc bằng kẹp cơ tay chính này là chị mua ở phòng học của trấn này. Thì cái con này thì chị phải biết chị mua đâu, chị quên mất rồi. Đấy. Còn dưới này thì chị để đồ linh tinh ngon, ví dụ như chị hay uống trà này, đấy lọ hoa này, cốc này, rồi đồ đựng linh tinh cả, máy tính, sách vở rồi ảnh. Đây là chồng chị. Đấy, đây là tự ảnh từ hồi từ năm bọn chị mới quen nhau cách đây gần 4 năm rồi. Đấy, đây là cốc trà sữa mua tối qua chưa uống, vẫn để đây. Còn sang bên góc này thì chị để chị cho túi sách. Thực chất thì túi sách em có thể tay có thể để vào trong tủ quần áo. Thế nhưng mà trong tủ quần áo thì nó hơi lộn xộn nên là chị không muốn để ở trong đấy, chị để ở bên ngoài này. Thì đây, thế chị làm những cái móc này, chị mua cái móc chị treo ấy, chị treo túi như đây. Ví dụ chị đi đâu thì lấy cũng tiện này. Đấy, ở bên dưới này thì đáng ra cái góc này ấy. Góc này thì người ta thiết kế để cho em để cho các em để một cái tủ lạnh nhỏ nhỏ xinh xinh. Nhưng mà vì là chị không ở trường mấy nên chị không dùng tủ lạnh. Chị không dùng tủ lạnh nên chị không mua. Còn đây là gác automat. Đấy, cái gác automat tổng này. Khi nào em đi thì em có thể tắt luôn. Tắt hẳn cái tổng đi thì nó sẽ ngắt hết điện thì sẽ không bị tốn điện. Đấy, còn đây là giường, đây là khu giường, ở giường ngủ. Thì khu giường ngủ chỗ này có một cái khung, không biết người ta thiết kế để làm gì, nhưng chị thì chỉ nghĩ là dùng để treo tranh. Vì đấy là chỉ có một bức tranh nhỏ, bức tranh rất là rẻ thôi, bức tranh bằng vải rất là rẻ, hình như có 80.000 thôi, cộng một cái dây đèn kia. Đấy, hình như có 100.000 một chút thôi, rất là xinh xắn. Đấy, trang trí phòng. Đấy, đây còn đây chỗ này là chị dán này. Đây là giường, cái giường này chỉ được khoảng 1m2 thôi. Đấy, cái giường này rất là nhỏ, cái giường này nếu mà nằm hai người là sẽ không ngủ cẩn thận, là sẽ rơi dưới đất. Đấy, thì chị ở dưới này chị cũng có trải thảm thêm này, kia là cái cân. Chị hơi mập nên là chị hay dùng cái cân, nhưng mà thực chất là chị cũng chẳng dùng bao giờ cả. Thì dưới này chị cũng có trải thảm này. Đấy, trải thảm này. Đấy, xong rồi sang bên góc bên này thì chị có một cái bàn. Cái bàn này thì thực chất là ở trong trường không có, ở trong ký túc của trường, vốn dĩ của trường là không có, mà chị mua đi bên ngoài, chị tự lắp lấy. Thì chị có thể để mỹ phẩm này. Đấy, mỹ phẩm này, đồ trang sức này, ví dụ như tay em có này. Mỹ phẩm này ví dụ để ảnh này, hoặc trang trí thêm nọ hoa này. Đấy, chị để ở dưới cuối chân giường nhá. Thì dưới này có thể các cái hộp đồ linh tinh các thứ cả. Các thứ đấy, còn ví dụ như cái vali này là tối hôm qua chị mới sang thôi. Còn thực chất là nó ở trên nóc tủ quần áo cơ. Chứ không để nó dưới đất như này đâu, rất là vướng. Đấy, đây là toàn bộ nhá, đây là toàn bộ chỗ ở này. Đây là công tắc của cái quạt này. Đấy, công tắc của cái quạt. Đấy. Đây là toàn bộ chỗ ở, đây là trong phòng ở nhá. Đây là toàn bộ ở trong phòng ở này. Đấy, rất là gọn gàng, chị cảm thấy rất là gọn gàng và rất là sạch sẽ vì ký túc mới mà. Đấy, còn ngoài này thì đây là khu vệ sinh chị không nấu ăn, còn bình thường thì mọi người có nấu ăn, mọi người có để một cái bếp xinh xinh nhỏ ở đây này, nhưng vì là chị không nấu ăn nên là chị cũng không mua bếp. Thì ở chỗ này chị có thể này, ví dụ như là cái giá kia để máy sấy tóc này chị cũng tự mua ở trên Tháo Bảo hết này. Còn đây là cái sữa tắm này, cái giá thì sữa tắm đồ để đồ linh tinh để được rồi treo các thứ này. Đấy, còn đây là bình đun nước ấm siêu tốc này chị cũng mua này, mua cùng với màu với cái giá này mua này, cũng tất cả chị mua trên Tháo Bảo hết, chị không mua cái gì ở bên ngoài cả, là trên Tháo Bảo có hết. Còn đây là khu vệ sinh này. Đấy, giá này chị cũng có mua ít thêm cây cối các thứ để cho nó rất là xinh, rất là sạch sẽ. Đấy, ở bên ngoài này. Ở bên ngoài này thì cái view rất là đẹp, view của trường rất là thoáng. Đấy, đây chị có để một ít cây xanh, một cho cây xanh này, và chị có tự bỏ tiền ra mua một cái máy giặt này, nó rơi vào tầm gần 3 triệu thôi, rất là rẻ và có cả hông khô luôn đấy. Đấy, ở bên ngoài này ví dụ quần áo thì đáng ra là các bạn ấy thường trang dây từ bên này sang bên này để treo quần áo, nhưng bình thường chị giặt cũng ít nên là chị hay treo luôn ở đây, treo luôn ở cái giá để cái cục nóng này, cục nóng của máy giặt đấy. Còn đây là nhà vệ sinh, nếu mà tất cả học sinh đều quan tâm, nhà vệ sinh này rất là mới, rất là sạch sẽ, có hút mùi này, có điện này. Đấy, điện rất là sáng, có hoa sen luôn. Đấy, bồn cầu của vệ sinh này rất là sạch sẽ, rất là mới luôn đấy. Đấy, thì chị nghĩ là đại học Quảng Tây thì cái điều kiện địa lý ấy nó cũng thuận tiện cho học sinh Việt Nam mình sang học. Đấy, và ký túc thì rất là mới. Thì ký túc này thì chị thấy là rất là nhiều năm chị đi học ở Trung Quốc rồi đấy, thì chị thấy là có một số trường ấy ký túc của họ rất là đẹp và rất là sạch sẽ. Đấy, còn có một số trường thì họ chỉ là cải tạo từ những ký túc cũ ấy, thì thường thường là nó cũng sẽ không được đẹp lắm. Nên là nhưng mà có cái này thì mình căn cứ vào điều kiện và kinh tế của nhà trường thôi, chứ mình cũng không đòi hỏi được. Đấy, đây là đây nha, chị cho thêm bao quát một lần nữa này. Đấy, có cả điều hòa nha, điều hòa 2 triệu nắng lạnh luôn. Đấy. Đấy, phòng này là phòng của ký túc xá cho thạc sĩ và tiến sĩ một người. Còn cái phòng mà cho đại học thì là hai giường này đối nhau này. Phòng này rộng hơn rất là nhiều, hai giường đối nhau, và cái tủ này cũng là hai tủ như thế này, và đằng sau thì cũng y như thế. Đấy nhá, đây là đấy, chị giới thiệu qua về ký túc, còn chị sẽ hôm nào chị dỗ chị sẽ làm cái view về trường luôn nhá. Bye bye.